Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi bữa đăng hình không à, giờ hàng về anh em quay lên cho anh em ha. Rồi có về được một số tầm trăm lưỡi anh em, trăm lưỡi Makita ha. Này mã gạch nè, 088 ha. Mỹ xuất Nhật nha anh em ha, Mỹ xuất Nhật Makita lưỡi 108, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. 150.000 một lưỡi anh em, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hai lưỡi chuyển khoản đủ em bao ship nha. À, anh em mua hai lưỡi chuyển khoản đủ bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. 150.000 một lưỡi anh em. Nhà đầu 088 nè, 088 ha, cũng Mỹ nha, Mỹ xuất Nhật, mắc in da băng đàng hoàng anh em. Đó. Em về số lượng tầm 100 lưỡi là một nguyên một thùng luôn nha. Đó, anh em thì mua số lượng chục, 20-30, 50-70 vậy thì em tính giá khác nha. Còn một lưỡi lẻ lẻ vậy là 150.000 lưỡi nha. Hai lưỡi chuyển khoản đủ vào ship luôn nha anh em. Rồi em xin kết thúc clip ha.